Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review đáp ứng yêu cầu của rất nhiều bạn trên kênh thời gian gần đây. Thì trong video này mình sẽ thực hiện một video tổng hợp tất cả những mẫu iPhone 7 Plus đã và đang sẵn hàng tại Di động Thông minh để các bạn tham khảo và chọn mua nhân dịp thời điểm cuối năm này. Bởi các bạn biết tại Di động Thông minh không chỉ có những sản phẩm cũ mà thay vào đó tại đây các bạn có thể tham khảo thêm nhiều loại iPhone 7 Plus khác nhau với nhiều mức giá khác nhau. iPhone 7 Plus là siêu phẩm được chỉnh lại cách đây hơn 2 năm về trước với nhiều điểm ấn tượng và tới bây giờ nó vẫn rất được yêu thích bởi người dùng công nghệ, đặc biệt những fan cứng của Apple. iPhone 7 Plus là thiết bị đầu tiên của Apple được trang bị tới 2 camera ở phía mặt sau với chất lượng bỏ xa những đối thủ Android khác cùng thời điểm ra mắt, thậm chí cho tới bây giờ. Ngoài điểm mạnh về hiệu năng với con chip Apple A10, thời lượng pin trâu, iPhone 7 Plus cũng là thiết bị đầu tiên của Apple được trang bị tính năng chống nước. Và một lần nữa mình cần phải nhắc lại là việc máy đã ra mắt được 2 năm, nhưng điều này chỉ làm cho chiếc máy này có giá thành tốt hơn, dễ tiếp cận người dùng hơn, còn lại mọi thứ gần như là không hề thay đổi. Và ngay dưới đây là những loại iPhone 7 Plus đang có tại Di động Minh để các bạn tham khảo. Đầu tiên là những chiếc iPhone 7 Plus Lock. Sau một thời gian vắng bóng thì những sản phẩm iPhone Lock đang dần quay trở lại Di động Thông minh và iPhone 7 Plus Lock là một trong những sản phẩm được ưu tiên bậc nhất vì mức giá vô cùng dễ chịu. Cụ thể chỉ với 8,5 triệu đồng, các bạn đã có thể sở hữu ngay một siêu phẩm với nhiều điểm mạnh mình vừa kể tới ở bên trên. Và đối với hàng Lock hay còn gọi là bản khóa mạng, giờ đây các bạn khi mua có thể yên tâm hơn, sử dụng thoải mái hơn bởi chúng ta đã có thể xử lý được vấn đề này một cách hiệu quả. Máy Lock đã có thể trở thành bản quốc tế 100% mà không cần phải sử dụng tới SIM ghép. Các bạn cũng có thể thoải mái tháo lắp SIM mà không sợ vàng ách tiếp hay là yêu cầu kích hoạt nữa. Mọi thứ hoàn toàn giống như một chiếc iPhone quốc tế bình thường với đầy đủ tính năng như là FaceTime, iMessage, danh bạ. Rõ ràng với việc xử lý tốt vấn đề SIM ghép, iPhone 7 Plus Lock với mức giá chỉ còn 8,5 triệu đồng thực sự là một món hời dành cho các bạn. Tiếp theo không thể thiếu đó chính là những chiếc iPhone 7 Plus quốc tế cũ luôn có mức giá rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với những sản phẩm mới với mức giá hiện tại chỉ còn khoảng 10 triệu đồng. Tuy cao hơn hàng Lock gần 3 triệu nhưng đây vẫn sẽ là một lựa chọn kinh tế cho những ai thích một chiếc iPhone quốc tế thật sự, không phải lăn tăn về vấn đề SIM ghép cũng như là không muốn tìm hiểu về nó vì nhiều người vẫn lo ngại sự phức tạp, mặc dù vấn đề này đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết như mình vừa nói bên trên. Và chính vì điều này nên iPhone 7 Plus quốc tế cũ mặc dù không phải là sản phẩm có mức giá rẻ nhất nhưng lại được chọn mua nhiều nhất trong suốt thời gian qua. Và chắc chắn nó sẽ vẫn còn được yêu thích và chọn mua nhiều hơn trong tương lai tới đây khi mà giá bán đang ngày càng trở nên hợp lý hơn. Sau hai sản phẩm thuộc diện máy cũ, tiếp đến chúng ta có những chiếc iPhone 7 Plus mới trôi bảo hành. Chính xác đây là những phiên bản iPhone 7 Plus 128GB mới trần trôi bảo hành với mã EU dành cho thị trường châu Âu. Mới trần là bởi vì chúng là những sản phẩm dự trữ trong kho của Apple được sử dụng cho mục đích đổi bảo hành. Và như đã nói ở những video trước đây, những sản phẩm trôi bảo hành tất cả đều là máy mới 100%, chưa qua sử dụng, chưa active, nhưng khi active lên các bạn sẽ bị trôi hoặc là hết bảo hành. Tuy nhiên khi mua hàng tại Di động Thông minh, các bạn sẽ được bảo hành ngay tại cửa hàng theo đúng tiêu chuẩn của một sản phẩm mới, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Cuối cùng chúng ta có thêm một lựa chọn mới khác bên cạnh những chiếc iPhone 7 Plus EU là những sản phẩm tân trang bởi chính Apple, hay nói cách khác là những sản phẩm iPhone 7 Plus CPO có chất lượng cực kỳ tốt. Để biết thêm thông tin chi tiết hơn về những sản phẩm này, các bạn có thể tìm lại trên kênh review mình đã nói khá kỹ cách đây ít hôm. Ưu điểm của sản phẩm này so với máy trôi bảo hành đó là khi active lên các bạn sẽ có đủ 12 tháng trên hệ thống của Apple. Ngoài ra đối với iPhone 7 Plus CPO, các bạn sẽ có hai lựa chọn: máy trần chỉ từ 12.290.000 đồng hoặc máy full box chỉ từ 13.290.000 đồng. Hai sản phẩm chỉ chênh nhau đúng 1 triệu, nhưng đổi lại các bạn sẽ có đầy đủ mọi thứ như là sạc cáp tai nghe, que chọc SIM cũng như là cáp chuyển đổi sang tai nghe 3.5. Tất cả đều là hàng zin chuẩn theo máy mà Apple tặng cho người dùng. Đối với máy cũ khi mua các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng với cam kết chỉ bán hàng nguyên bản, nó không với hàng dựng, hàng đã thay vỏ hoặc qua sửa chữa linh kiện bên trong. Tất cả đều được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi tới tay của khách hàng. Và đặc biệt khi mua hàng tại đây, các bạn sẽ được tặng kèm bộ phụ kiện sạc cáp titan chính hãng, được bảo hành 1-1 trong 1 năm, hạn chế việc chọn mua phải sạc kém chất lượng gây hỏng máy. Và đối với máy mới, các bạn cũng thể yên tâm về giá bán. Di động Thông minh cam kết mang lại cho các bạn những sản phẩm tốt nhất, đi kèm giá thành tốt nhất trên thị trường. Thậm chí những sản phẩm như iPhone 7 Plus CPO hay iPhone 7 Plus mới trần sẽ giúp các bạn tiết kiệm tới vài triệu đồng so với sản phẩm mới từ các đơn vị khác mà trải nghiệm hoàn toàn tương đương. Và video của mình tới đây là kết thúc, hy vọng sẽ giúp các bạn chọn mua được một sản phẩm ưng ý tại thời điểm cuối năm 2018 này. Nếu thấy video hữu ích, hãy ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi cũng như là để cập nhật thông tin công nghệ mới nhất. Cuối cùng, chúc các bạn sẽ có một trải nghiệm mua hàng thú vị tại Di động Thông minh.